Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hạnh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, mạng hải trung kim, ốc thượng chi thử, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2023. Với những dấu hiệu may mắn, những người tuổi Giáp Tý hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang phú quý hơn người. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nam nữ mạng. Tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, mệnh kim, hải trung kim, vàng dưới biển, xương con chuột, tướng tinh con chó sói, cuộc đời được bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Giáp Tý, đứng đầu hàng can giáp, tính tình cứng cỏi, nhiều tự hào, khinh thế ngạo vật, lại đứng hàng đầu chi Giáp Tý, mẫu người hoạt bát lanh lợi, túc trí đa mưu. Cầm tin con chuột, tuổi Giáp Tý thông minh hơn người trong bất cứ lĩnh vực nào, từ thời còn trẻ cũng vượt trội bạn hữu đồng trang lứa. Cuộc sống của Giáp Tý nam mạng ngay từ nhỏ đã gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, bởi vậy khi lớn lên, họ ý thức được ước mơ hoài bão và những dự định trong cuộc đời mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, nhưng những người này chưa bao giờ chán nản và bỏ cuộc, họ xem gia đình là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh giúp họ vươn tới thành công. Thông minh, sắc sảo, ý chí hơn người, tuy nhiên vận may lại không mỉm cười với Giáp Tý, bởi vậy khi lớn lên, họ ý thức được ước mơ hoài bão và những dự định trong cuộc đời của mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, nhưng những người này chưa bao giờ chán nản, bỏ cuộc, họ xem gia đình là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh giúp họ vươn tới thành công. Phải ngoài 40 tuổi những người này mới xây dựng được sự nghiệp vững chắc và ổn định, tuy trong cuộc đời gặp nhiều trắc trở, nhưng Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn khổ cực, tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung lạc quan phơi phới và có niềm tin và tương lai tươi sáng phía trước. Nữ Giáp Tý là người tài giỏi có năng lực trong suốt cuộc đời, gặt hái được rất nhiều thành công, may mắn và tài lộc. Cuộc sống của con đường sự nghiệp nữ Giáp Tý trải qua nhiều thăng trầm và vất vả, nhưng thành công luôn chờ đợi họ ở cuối con đường. Trong tình cảm, đây là những người phụ nữ rất may mắn, hôn nhân và hạnh phúc, lại vừa có tiền tài, nữ Giáp Tý có cuộc đời gặp nhiều vận may, sự nghiệp tuy vất vả nhưng lại thành công lớn. Về mặt tình cảm thì rất thuận lợi, sau kết hôn có vận tài lộc, về già được hưởng phúc con cái, càng trưởng thành đường công danh càng sáng tỏ rộng mở, có nhiều triển vọng. Tuy nhiên, thành công thường chỉ đến trong phút chốc, chưa duy trì được lâu thì lại có khó khăn khác ập đến. Trong cuộc đời ngoài 40 tuổi, người tuổi người Giáp Tý mới gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân mình, có khó khăn sẽ gặp quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng lại không biết chi tiêu hợp lý, bởi vậy đôi khi rơi vào cảnh thiếu thốn phải đi vay mượn. Nhìn chung công danh và sự nghiệp trong cuộc đời của nam mạng Giáp Tý, ban đầu có nhiều thăng trầm, về sau mới có thể phát triển ổn định, gia đạo ấm êm, có nhiều truyền thống tốt đẹp để lại cho con cháu. Tuy nhiên, có đôi lúc gia đình xảy ra mâu thuẫn, căng thẳng, cần phải biết cách dĩ hòa vi quý, hòa hợp, giữ gìn những mối quan hệ thân thiết trong gia đình. Xem tử vi cho thấy, những người tuổi Giáp Tý nói chung, khi bước sang năm 2023 Quý Mão, phạm phải cục diện Tý Mão tương hình với nhau, nên vận trình cả năm có nhiều chông gai và thử thách. Giáp Tý 1984 cũng chịu ảnh hưởng vận khí chung của tuổi Giáp Tý, mặc dù gặp nhiều điều thuận lợi, nhưng áp lực trong năm cũng rất cao. Tuy nhiên bước sang 3 tháng, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm cuối năm Quý Mão, Giáp Tý 1984 sẽ gặp may mắn với vận khí hanh thông, hứa hẹn đón nhiều điều tốt đẹp bất ngờ. Thời gian này, nhất cử nhất động của Giáp Tý đều chịu sức chi phối mạnh mẽ của cục diện lục hợp cát lành,
vận trình chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội, đảm bảo sẽ gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp, nhất là ở hai phương diện, sự nghiệp tài lộc đều có. Có điều, sức khỏe của bản mệnh không lý tưởng, có thể phải tốn kém khá nhiều tiền bạc cho phương diện này, điều này cũng gây bất lợi cho bản mệnh. Cụ thể từng phương diện cuộc sống của người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong 3 tháng cuối năm như sau. Về mặt sự nghiệp, trong 3 tháng cuối năm vì được lục hợp quý nhân tương trợ, chuyện làm ăn sự nghiệp của Giáp Tý nói chung khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức tăng lương, thêm nữa bản mệnh được chính ấn và chính quan tương hỗ, chuyện làm ăn dù có khó khăn bước đầu, nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, có thể được cân nhắc lên vị trí công việc cao hơn, sự nghiệp không ngừng thăng tiến, có thể cất nhắc vị trí và làm quản lý lãnh đạo, ví như một tay cầm con dấu, một tay lĩnh chức quan của thời xưa. Ngoài ra, thời điểm cuối năm tuổi Giáp Tý được Thái Dương cát tinh chiếu mệnh, rất tốt cho sự nghiệp, con đường thăng tiến, sao này tốt cho cả nam mệnh hơn nữ mệnh. Thái Dương tạo động lực cho con giáp này nỗ lực không ngừng, nó cũng đồng thời thúc đẩy tham vọng, thôi thúc bản mệnh hành động không ngừng để đạt mục tiêu đã đề ra. Theo đó, trong năm Quý Mão những chú chuột tha hồ tỏa sáng, thể hiện tài năng, cũng như khẳng định cá tính cái tôi bản lĩnh và tài năng của mình. Tuy nhiên, hết sức lưu ý, hành sự cần khiêm tốn, tránh khoe khoang, tự tin thái quá, kẻo rước họa tiểu nhân, thị phi bùa vây. Chính điều này là rào cản khiến cho con đường thăng tiến gặp trở ngại, tốn thêm nhiều công sức, hao thêm nhiều tiền của. Về mặt tài lộc, bản mệnh tuổi Giáp Tý có số lộc cách, mang trong mình đã có số tài vượng và lại thêm Giáp Tý thủy, chiêu tài tốt. Trong năm cuộc sống sẽ xuất hiện vô số những cơ hội để phát tài bất ngờ, bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rõ điều này. 3 tháng cuối năm bản mệnh lâm cục diện lục hợp cát hòa, công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy được tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc không lo thiếu tiền xài. Bạn có muốn hoạnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư và thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều trước khi làm bất cứ việc gì hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Trong 3 tháng cuối năm Quý Mão này, bản mệnh nên lấy chính tài làm chủ, tập trung phát triển cho công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, nếu chưa sắp xếp được thời gian thì dồn công sức thành một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán dù hứa hẹn. Một năm có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng Giáp Tý nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu, hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm, tuổi Giáp Tý sẽ đối mặt với nhiều khó khăn về áp lực tài chính, cả khách quan và chủ quan, tuy nhiên ảnh hưởng không quá lớn. Trong gian khó bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi bạn nhé. Về mặt tình cảm, gia đạo. Xem tử vi Giáp Tý cho thấy, bước sang 3 tháng cuối năm, tuế can tân kim chính là thiên ấn tinh của Giáp Tý. Chủ về có quý nhân là nữ giới trợ lực, ví dụ là mai mối, giới thiệu đối tượng trưởng bối sẽ xe duyên. Lại thêm lục hợp cát tinh, chuyện tình cảm của tuổi Giáp Tý thuận lợi hơn so với hồi đầu năm 2023 về phương diện này, theo đó bản mệnh đón không ít hỷ sự trong năm. Về mặt sức khỏe, dưới sự hỗ trợ của cục diện lục hợp thái tuế, phương diện sức khỏe của Giáp Tý trong 3 tháng cuối năm 2023 không có quá nhiều biến động. Nhìn chung bản mệnh không mắc trọng bệnh, dễ gặp dữ hóa lành, có điều nhiều thời điểm trong năm có bệnh phù hung tinh tác động, khiến cho sức khỏe suy giảm. Tuổi Giáp Tý dễ bị đổ bệnh, dù không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng cũng phải gây không ít rắc rối cho cuộc sống và vấn đề tài chính. Theo đó, trong cuộc sống hay lao động, tuổi Giáp Tý cần phải nâng cao tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề cao cảnh giác không chủ quan, có như vậy mới tránh được nguy hiểm bất ngờ. Và sau đây là vận trình tử vi tháng và cẩm năng vượng vận dành riêng cho Giáp Tý 1984, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tử vi sự nghiệp của những người tuổi Giáp Tý trong tháng 10 âm lịch cho biết công việc sẽ là một mối quan tâm hàng đầu và cũng khiến cho bạn chịu nhiều vất vả trong tháng này. Áp lực trong tháng khá lớn đến từ những yêu cầu và kỳ vọng của cấp trên, lại còn có cả áp lực phải duy trì vị thế hiện tại để không mất đi lợi thế với đối thủ cạnh tranh, khiến cho bạn gần như lúc nào cũng phải căng não, khối lượng công việc tăng cao, có khi còn phải tăng ca hay mang việc về nhà làm. Chủ yếu do tháng này Giáp Tý phạm phải cục diện tương hại, lại có cả thêm nguyệt lệnh lâm tuyệt gây ra nhiều khó khăn. Tiểu nhân cũng lăm le rình rập,
chỉ cần bạn gây ra một số những sai sót dù nhỏ cũng có thể viện cớ đó để buông lời gièm pha, hạ bệ uy tín của bản mệnh. Các kế hoạch xảy ra nhiều xáo trộn, các trục trặc nửa chừng, thậm chí là sự cố còn vượt khỏi tầm kiểm soát của con giáp này, bên cạnh những yếu tố khách quan, thì chính bản thân giáp Tý cũng chưa đủ quyết tâm và kiên trì để phấn đấu, nên sự nghiệp xuất hiện mối lo không nhỏ là điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh thái độ làm việc, sắp xếp các đầu mục công việc một cách khoa học hơn, sẵn sàng ứng phó với mọi vấn đề xảy ra, tuổi sắc Tý vẫn có thể tạo ra một bước đột phá mới bất ngờ, dù cho hoàn cảnh khó khăn đến đâu. Trước khi khách hàng đưa ra các quyết định lớn hơn, bản mệnh cần phải cân nhắc thật kỹ càng, chớ nên nôn nóng. Nếu có vấn đề gì chưa chắc chắn, bạn nên bình tĩnh quan sát tình hình, không nên vội vàng phát biểu ý kiến hay hành động hấp tấp, kẻo rước họa vào người. Trong các mối quan hệ xã giao, bạn cũng nên duy trì khoảng cách nhất định, không nên vội tin tưởng ai một cách tuyệt đối, có ngày bị phản lại. Thực tế hung vận khá lớn, nhưng tháng này giáp Tý vẫn có các tinh giải thần và tử vi ngầm tương trợ. Chỉ cần có nỗ lực thì ắt có cơ hội xoay chuyển tình thế. Hãy cứ hạ quyết tâm và theo đuổi mục tiêu tới cùng, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Theo tử vi tháng, vấn đề tài chính của tuổi giáp Tý chẳng những không tăng là mấy, mà còn xuất hiện nhiều nguy cơ bất lợi. Nhắc nhở bản mệnh cần tính toán cho cẩn thận, dù có thiên tài chiếu mệnh, song vận mệnh không là bao so với hung tinh mà tương hại và nguyệt lệnh lâm tuyệt gây ra cho vận khí tháng mới của tuổi này. Theo đó, tài lộc chưa có dấu hiệu tăng tiến, thậm chí là có những thời điểm con giáp này bị giảm sút bất ngờ. Tháng này, nếu bạn có thể duy trì thói quen chi tiêu khoa học và tiết kiệm thì đã có thể coi là tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, hung vận lớn còn cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc. Nhất là trong khâu chọn đối tác làm ăn, nếu không đủ tỉnh táo, rất có thể bạn sẽ phải chịu nhiều thiệt hại trong những tháng cuối năm. Nếu nhận được những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh, bản mệnh chớ vội tin ngay vào những lời hứa hẹn lợi nhuận, vì không có miếng bánh ngọt nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống, rất có thể phía sau còn có rất nhiều bẫy dùi dập và rủi ro mà bạn không lường hết được. Ngoài ra, nếu đang muốn tham gia trò đầu cơ, cờ bạc, cá độ, đỏ đen, thì tốt nhất nên dừng lại càng sớm càng tốt. Nếu cứ giữ tâm lý, được ăn cả ngã về không thì không cẩn thận sẽ trắng tay không chừng, chi tiêu cần liệu cơm gắp mắm, tốt nhất là có kế hoạch rõ ràng, để không rơi vào tình trạng vay mượn, nhưng quá mức thắt chặt chi tiêu cũng khiến cuộc sống thêm căng thẳng. Thay vì như thế, bản mệnh nên lựa chọn cuộc sống phù hợp với thu nhập hiện tại, hoặc tìm thêm việc tay trái và kiếm thêm nguồn thu nhập, đảm bảo chất lượng cuộc sống. Nhân duyên của giáp Tý trong tháng không mấy lý tưởng, chẳng những các mối quan hệ trong công việc có phần xa cách và nhạt nhòa, tình yêu đôi lứa cũng xuất hiện nhiều nguy cơ rạn nứt. Thời điểm này các mối quan hệ xã giao ở trạng thái không nóng không lạnh, nhưng chỉ cần một chút hiểu lầm cũng có thể phá hỏng những ấn tượng tốt đẹp mà đôi bên đã xây dựng. Trong quá trình hợp tác bấy lâu, bạn cần phải khéo léo để duy trì, giữ mũi hợp tác làm ăn. Còn trong chuyện tình cảm cá nhân, các cặp đôi ngày càng mất kiên nhẫn với nửa kia nên rất thiếu sự vun vén và chẳng ai chủ động hâm nóng mối quan hệ. Chính thái độ hờ hững của bạn có thể khiến cho nửa kia thấy khó hiểu, thậm chí còn cho rằng bạn không nghiêm túc trong mối quan hệ này. Với người độc thân, đường tình cảm dù ảm đạm, dù bạn có lòng nhưng chẳng được đón nhận, khó có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình ở thời điểm này. Tình hình sức khỏe của con giáp tuổi Tý có thể có dấu hiệu sa sút, những mối bận tâm, chăn trở trong cuộc sống và công việc dần hình thành áp lực, tâm lý, khiến thể trạng của bạn khó được đảm bảo. Tinh thần bất ổn, có thể đảo lộn thói quen sinh hoạt hàng ngày, là nguyên nhân sinh ra bệnh tật và triệu chứng khó chịu. Nếu tiếp tục ăn uống ngủ nghỉ thiếu điều độ thì sức khỏe sa sút là điều dễ hiểu. Con giáp này nên tìm cách cân bằng cuộc sống, duy trì thói quen luyện tập thể thao hàng ngày. Đặc biệt, hãy dành thời gian cho bản thân để được nghỉ ngơi khi cần. Khi bạn nghỉ ngơi cũng là lúc mà cơ thể nạp năng lượng đầy đủ nhất, có như thế thì mới đủ sức để theo đuổi mục tiêu của mình. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thân, sửu, tiểu nhân, mùi, dậu, màu sắc may mắn, đen, trắng, con số may mắn, 68, 32, 10. Tử vi tháng 11 âm lịch. Người tuổi giáp Tý có thể sẵn sàng tinh thần đón chờ, những điều tốt đẹp sẽ đến với sự nghiệp của mình trong tháng 11 âm lịch. Tất nhiên, để mọi việc có thể tiến triển suôn sẻ thì sự cố gắng nỗ lực của chính mình là không thể thiếu. Dưới tác động tích cực của cục diện tam hợp, người tuổi giáp Tý dễ dàng xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Mọi người xung quanh đều sẵn sàng giúp đỡ bạn và chỉ cho bạn một hướng đi, giúp cho bạn khắc phục những khó khăn còn tồn tại trước đó. Thời điểm này bạn nên cởi mở với mọi người xung quanh, rất có thể bạn sẽ làm quen với quý nhân. Đối phương sẽ thường xuyên đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích,
có thể áp dụng vào công việc hoặc là các kế hoạch trong tương lai. Người đi theo con đường học tập, thi cử cũng thường đạt được kết quả tốt trong thời điểm này. Bạn tập trung cố gắng, lại thêm đầu óc minh mẫn, khiến không khó khăn nào có thể cản bước, bạn có thể gặt hái được thành tích mà mình đã đặt ra. Tuy nhiên, mộc dục lại cho thấy một số người rơi vào cảnh cả thèm chóng chán, việc gì cũng muốn làm nhưng lại để bỏ dở giữa chừng. Bản mệnh nên hiểu rằng, việc cứ tiếp tục thế này bạn làm việc gì cũng sẽ dang dở, không đạt được thành tích tốt mà lại thường xuyên gây phiền phức cho mọi người xung quanh. Nếu không xác định được định hướng cho mình, bạn cũng có thể hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Xem tử vi giáp tí âm lịch, phương diện tài lộc của bản mệnh có những bước tiến triển khá khả quan trong thời điểm này. Với đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, bạn thường lập ra những kế hoạch khả thi, có thể lập tức bắt tay vào hiện thực. Dưới tác động của tam hợp, các mối quan hệ của bản thân bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt, bạn nhận được các đơn hàng hoặc là hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn. Nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn cũng đến từ các nguồn tiền lương, tiền thưởng nóng. Do đạt được thành tích cao trong công việc, đây chính là động lực giúp bạn có thể tập trung, cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tháng 11 này, bản mệnh có thể tốn thêm một khoản tiền vào các vấn đề liên quan đến ăn mặc, trưng diện, đặc biệt là đối với nữ giới. Bạn dần phải quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và có xu hướng mua sắm khá thoải mái, nhưng cũng nhờ vậy mà bạn xây dựng được thêm các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc và tình duyên. Tuy mọi việc tiến triển khá thuận lợi, song ngũ quỷ hung tinh có xuất hiện nên bạn vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư kinh doanh. Có thể đối phương sẽ lợi dụng lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn, khiến cho bạn lâm vào rắc rối. Chuyện tình duyên của người tuổi Giáp Tý có hung có cắt trong tháng này, đòi hỏi bạn phải thật tỉnh táo trong suy nghĩ và cách hành xử, chớ quyết định chuyện tình cảm theo cảm xúc nhất thời, phải tổn thương trong tương lai. Dưới tác dụng của tam hợp và nguyệt lệnh lâm mộc dục, bản mệnh với vẻ ngoài hấp dẫn và tính cách cởi mở, dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác giới. Đây là dấu hiệu khá tích cực với người độc thân, nhưng nếu bạn đã lập gia đình, thì đây lại là khởi nguồn của nhiều rắc rối. Khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người, những ai còn độc thân có thể xem xét giữ quan hệ bạn bè với đối phương trước. Không nên quá vội vàng tiến những bước xa hơn, hãy tiếp tục trò chuyện với đối phương trước, đến khi hai người hiểu rõ hơn về nhau rồi đưa ra quyết định cũng không muộn. Người đã lập gia đình cần phải giữ khoảng cách thích hợp với người khác để tránh những điều tiếng không hay, những lời bàn ra tán vào. Dù có phải là thật hay không cũng dễ gây ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc gia đình của bạn. Tốt nhất làm việc gì cũng nên suy nghĩ cho người thân, tránh buông thả theo cảm xúc nhất thời. Vợ chồng cũng nên tôn trọng và hiểu nhau hơn, đừng quá đề cao cái tôi cá nhân của mình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, hai người hãy bình tĩnh trao đổi mọi chuyện mới có thể giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng được. Nhìn chung, tình hình sức khỏe của người tuổi Giáp Tý khá ổn định, bạn không mắc phải những căn bệnh quá nặng và có chăng cũng chỉ là những bệnh vặt vãnh do thay đổi thời tiết. Lại thêm việc khoảng thời gian này bạn chú ý đến giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, nên cơ thể của bạn có những dấu hiệu khỏe lên trông thấy, thậm chí người bệnh nặng cũng có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, người trẻ tuổi nên hạn chế tụ tập liên hoan với bạn bè đồng nghiệp hoặc thường xuyên gọi đồ ăn ở ngoài. Nếu có thời gian dành bản mệnh nên ở nhà với gia đình nhiều hơn, sinh hoạt điều độ, nấu những món ăn có lợi cho sức khỏe. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thân, sửu, tiểu nhân, mùi, dậu, màu sắc may mắn, đen, trắng, con số may mắn, 09, 65, 22. Tử vi tháng 12 âm lịch. Vận trình công việc của con giáp tuổi Giáp Tý rất thuận lợi. Khi có sự nâng đỡ từ quý nhân, nhân lúc này hãy thực hiện những dự định mà bạn đang ấp ủ và đừng ngại. Hay là trì hoãn đánh mất đi cơ hội của mình, bạn phải chấp nhận rằng sẽ có những khó khăn ban đầu và việc bạn để xảy ra sai sót là điều dễ hiểu, thế nhưng bạn có thể được chỉ dẫn. Vì thế, hãy lắng nghe và điều chỉnh cho phù hợp, thái độ của bạn đóng góp một phần quan trọng hơn cả năng lực của bạn vào thời điểm này đấy. Vì thế trong bất cứ việc gì thì cũng phải khiêm tốn, tránh tỏ ra là mình hiểu biết không chịu lắng nghe, hãy biết rút kinh nghiệm từ những gì mà mình đã làm. Vì đó là điều bạn nhận về một khoảng thời gian, va chạm với cuộc sống không có gì xấu hổ, khi bạn có sai sót cả, điều quan trọng là bạn vẫn học được gì từ những việc đó. Vận trình tài lộc của con giáp tuổi Giáp Tý lúc này khởi sắc hơn trước rất nhiều, so với những việc mọi thứ chỉn chu và đúng kế hoạch hơn. Tuy nhiên bạn vẫn nên duy trì thái độ tốt, chớ nên chủ quan lơ là bỏ qua chi tiết đấy nhé. Người làm kinh doanh, đầu tư, nếu biết tận dụng kẽ hở để gia tăng doanh thu lợi nhuận trong thời gian ngắn,
Tuy nhiên ảnh hưởng của tiểu hao ảnh hưởng không nhỏ đến bạn và tiêu tốn kha khá cho những chi phí cơ bản. Bạn có biết mình thuộc con giáp, dễ bị tác động xấu của môi trường xung quanh ảnh hưởng. Nếu bạn đang muốn đầu tư, thì thời điểm này khá thích hợp để bạn cân nhắc những khoản có lãi với thông tin rõ ràng minh bạch, tuy nhiên không hề tốt cho những người có ý định đầu cơ lướt sóng đâu nhé. Một số người còn có thể tiết kiệm một khoản kha khá trong tháng này để dành dụng cho những việc quan trọng về sau. Tuy nhiên, bạn nên có quy định cho bản thân, đó là không nên sử dụng chúng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Để tránh việc bộc phát mua sắm và bạn lại cảm thấy hối hận vì hành động này, sẽ có những sự cố trong chuyện tình cảm, đòi hỏi khả năng ứng biến tốt của con giáp tuổi Giáp Tý. Tuy nhiên, bạn không nên nói dối quá nhiều, đẩy sự việc đi quá xa, sẽ chẳng thể chỉnh sửa lại được hết các thông tin mà mình đã nói ra. Ngoài ra, thay vì vội vã đưa ra những kết luận tiêu cực ngay trước mặt đối phương, bạn nên nhẹ nhàng chia sẻ cảm nhận của mình về thứ đang khiến cho bạn khó chịu. Điều quan trọng là thời điểm thích hợp, nên bạn cần lựa chọn thời gian khi mà người ấy muốn lắng nghe, tiếp nhận thông tin từ bạn. Bản mệnh nhất định không được có thái độ chỉ trích, nên bao dung và hiểu rằng tất cả chúng ta đều là con người, vì thế không thể nào mà né tránh chuyện phạm lỗi. Có những sai sót do cố ý, nhưng cũng có những lỗi nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu bạn thể hiện sự thấu hiểu người ấy, thì họ sẽ rất ghi nhận và trân trọng bạn đấy. Khi nhìn thấy nhiều điểm tốt ở bạn, họ sẽ càng thêm yêu bạn hơn nữa. Bát Bạch gặp Ngũ Hoàng, nhắc nhở bản mệnh chớ chủ quan về phương diện sức khỏe. Thời gian này bạn dễ bị bệnh nhẹ, các bệnh có thể thường gặp như đau bao tử, đường ruột hoặc là ngộ độc thực phẩm, thức ăn. Để đảm bảo vấn đề ăn uống hợp vệ sinh, ngay từ khâu chế biến và lựa chọn, chúng ta nên chọn những nguyên vật liệu tươi sạch đến từ những cửa hàng có uy tín hoặc là siêu thị cho chúng ta thấy được nguồn gốc rõ ràng. Những ai có phổi bị tổn thương, hãy ngưng sử dụng thuốc lá hoặc là tránh hít phải do ngồi gần những ai đang hút thuốc. Lúc này đây một khẩu phần ăn lành mạnh chứa rất nhiều rau củ và trái cây và các thực phẩm khác từ nguồn thực vật, cũng như là ngũ cốc nguyên hạt và đậu, cũng giúp rất tốt cho cơ thể của bạn. Chăm sóc sức khỏe bằng cách tránh xa các loại thức ăn nhanh hoặc là thức ăn có nhiều dầu mỡ, vì lượng đạm và lượng dầu chứa trong các loại thực phẩm này tăng nguy cơ béo phì và gây nên bệnh ung thư. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, mão, dần, tiểu nhân, mùi, thân, màu sắc may mắn, tím, vàng, con số may mắn, 89, 66, 28. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, Quỷ Cốc Tử đã nói, tư nhất trương phú quý chỉ, hưởng nhất thế phú quý mệnh, nghĩa là tu sửa bản thân sao cho miệng nói ra những lời tốt lành thì sẽ được hưởng một vận mệnh phú quý. Trong cuộc sống, nhiều người luôn kêu than vì nghèo, càng kêu than họ lại càng nghèo khổ. Bởi vì khi đó người ấy không cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, cũng không sẵn lòng cho đi điều gì, có xu hướng ích kỷ chỉ nghĩ cho mình. Như vậy họ càng mất đi phúc báo, hơn nữa chẳng ai muốn giúp đỡ một người chỉ biết kêu than và không biết nỗ lực phấn đấu cả. Đây là một tâm lý tiêu cực, loại tâm lý này sẽ khiến cho bạn trở nên nghèo hơn, do đó đừng bao giờ than nghèo. Người Trung Hoa có câu, thở dài nhẹ buông một tiếng, phận nghèo theo suốt 3 năm, thở dài một tiếng thì không nghèo ngay được. Nhưng những người thường xuyên thở dài sẽ tự tước đi vận may của mình, chiêu mời bất hạnh xui xẻo. Những người hay thở dài thường tâm oán hận, cũng sẽ tạo ra năng lượng xấu xung quanh họ. Một tiếng thở dài sẽ làm tổn hại nguyên khí, mỗi tiếng thở dài sẽ làm giảm đi một phần tự tin. Một người không có chí và đức tin thì làm sao có thể hạnh phúc, vậy thì đừng thở dài khi mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Người xưa thường nói câu, cuộc sống do chính chúng ta tạo ra, phước lành là tự mình mang đến. Con người sống ở đời thì phải biết mình có thể dựa vào chính mình, càng ca thán càng bị người khác xem thường. Những người dù nghèo tới đâu cũng không ca thán, đều là những người đang âm thầm nỗ lực, họ xem trọng thời gian, làm gì có thời gian ngồi đó để than nghèo. Họ cho rằng chỉ có nỗ lực tạo ra thành quả người khác mới không coi thường họ, vì vậy người nghèo nhưng không ca nghèo mới là cao nhân. Nếu bạn luôn kêu ca mình khổ, người khác không những không thích nghe, bản thân cũng sẽ cảm thấy chính mình vô vị. Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng mà lại không có chông gai thử thách. Cuộc sống dẫu có mệt mỏi tới đâu cũng đừng ca thán. Thiên hạ không có con trâu chết vì mệt, chỉ có con lợn chết vì lười. Vì vậy thà khổ hơn một chút cũng đừng để mình quá nhàn rỗi. Làm người dù mệt tới đâu cũng không than mệt mới là người có nghị lực. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch. Năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội.
Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.